Vâng, chào mọi người. Thì ở trên nhóm của mình có chú Hoàng Chiến Bình. Chú muốn tạo một chữ ký ở trên ảnh, như là mọi người cũng hay là để cái logo trên ảnh của mình ấy, để đánh dấu bản quyền ấy. Thì em có hướng dẫn, có gợi ý chú là làm một chữ ký bằng chính nét chữ của mình, chứ không phải sử dụng bất kỳ một cái phông nào hết. Và chú cũng rất thích làm cái kiểu ký thật giống như này. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để hướng dẫn chú cùng mọi người. Nếu mà ai chưa biết thì làm theo, còn nếu mà ai biết rồi thì xin phép được múa rìu qua mắt thợ một chút ạ. Đầu tiên của mình thì sẽ phải có Photoshop là chắc chắn rồi này. Và tiếp theo là một cái nguyên liệu là cái chữ ký của mình trên tờ giấy trắng, và chụp lại, scan lại hay là bất kỳ làm một cách nào cho nó lên máy tính được. Thì ở đây em ngày trước em cũng có tìm hiểu trên YouTube và cũng đã chuẩn bị một vài cái nguyên liệu sẵn ở đây rồi. Đầu tiên mình mở Photoshop lên. Gắp bỏ nguyên liệu vào trong Photoshop. Thì đây, ngày trước em cũng tìm tòi và em ký, và em tự tách để em tạo chữ ký của mình trên ảnh. Thì em sẽ lấy một cái mẫu thô và copy và ném vào trong Photoshop thôi, không phải open ở chỗ file trong Photoshop nữa. Em làm này cho nhanh. Đó, đây ạ, đây là một cái hình mẫu. Thì đầu tiên ấy, thì mình phải làm cho nó nổi bật giữa cái nét chữ của mình với lại cái nền trắng. Thì em sử dụng công cụ Image Auto Contrast để cho nó nổi bật giữa cái nền trắng với lại cái nét chữ của mình. Tiếp theo là em dùng tool, công cụ là Quick Selection Tool. Mình phóng to ra đã. Dùng cái công cụ Quick Selection Tool này, kích vào một cái nét chữ. Đấy, kích vào một nét chữ như thế này. Và tiếp theo là dùng công cụ tiếp theo là Select và Similar. Thì chức năng của nó là sẽ chọn tất cả những cái chỗ nào mà tương tự cái Quick Selection Tool của mình vừa chọn. Đấy, khi em kích vào Similar thì nó sẽ tự chọn tất cả những cái vùng nào tương tự. Đấy, thì có một cái chưa hoàn thiện, ví dụ như cái chữ O chỗ này ạ. Thì cái khung của mình, cái lõi bên trong của mình nó hơi lơ lớ màu nên nó sẽ không bỏ chọn được. Thì mình có thể là ấn phím An để cho nó hiện thành dấu trừ và ấn vào giữa này, nó bỏ chọn đi. Tương tự những cái chỗ khác vẫn giống như vậy. Ví dụ như chữ R này mình nó chọn ít quá thì mình có thể lại ấn An lại, khoanh vào chọn này, thì nó chọn bớt đi. Còn nếu mà không, mọi người cứ để cả cũng được, không sao. Ở đây là phóng to lên thì mình nhìn rõ thôi, chứ còn bình thường thì nó vẫn là cái nét chữ của mình thôi, không là gì cả. Thì bây giờ toàn bộ những cái nét chữ mình ký ở trên này nó đã được chọn hết. Thì mọi người sẽ ấn Ctrl Z để tách cho một layer mới. Thì bây giờ tắt cái background đi, tắt cái mắt của background đi, thì mọi người sẽ nhìn thấy cái chữ ký của mình đã tách. Đây ạ, trên nền không có gì hết, như là cái ảnh định dạng PNG đấy ạ. Vâng, thì đây là cái nét chữ ký của mình đã tách ra mẫu thô. Đấy, còn nếu mà mọi người muốn đổi màu cho nó nữa cũng được. Ví dụ bây giờ em đổi sang màu đỏ đi, em mệnh thổ hợp màu vàng với màu đỏ, hay em sẽ đổi màu đỏ. Còn cách đổi màu đỏ như nào ấy ạ, thì đầu tiên là mình lại phải chọn toàn bộ những cái nét chữ của mình vừa tách như này. Thì một là vẫn dùng lại cái cách đấy, hai nữa là ấn Ctrl Shift. Ctrl Shift gì nhỉ? Tự nhiên lại quên rồi. Ctrl Shift D. À, tại vì em không dùng cách này mấy, em chỉ Ctrl D để bỏ vùng chọn thôi, còn chọn lại vùng chọn thì tự nhiên em lại quên mất Ctrl Shift D ạ. Bật mắt lên. Ctrl Shift D. Không được. Lỗi. Thôi chọn lại đi ạ.
Quick session tôi chọn similar. Similar xong thì bây giờ thì mình sẽ chọn một màu của nó. Ví dụ mình chọn màu đỏ rồi đây. Ấn an đen. An tổ hợp phím an đen đấy. Delete đấy. Đấy, thì nó sẽ tự phối màu cho cái vùng mình đã chọn. Đấy, thì bây giờ cuối cùng của mình là nhấc cái layer này sang cái ảnh của mình muốn ký lên thôi là xong. Bây giờ em sẽ mở một cái ảnh của em. Một cái em mới chụp đi, mới chụp ngày hôm 17 luôn. Đây đi ạ, nhấc ảnh vào. Đây, đây là ảnh. Thì bây giờ em sẽ cho cái chữ ký vào đây. Cũng cái này cũng đơn giản thôi, nhấp vào cái layer của mình vừa tách này, kéo nó sang cái ảnh mình muốn ký, thả vào đây. Đấy, thế này như này đã thành một chữ ký rồi. Bây giờ mình dùng chức năng di chuyển mu là ấn nhanh là V, ấn vào nó di chuyển đi, phóng to lên một chút thì hoặc là ấn vào đây, ấn vào cái chữ layer này, ấn chữ V và di chuyển bằng phím trỏ chuột ở bên trên bàn phím cũng được, hoặc là phóng to lên thì mình cứ nhấp được, nhấp vào đúng cái nét đấy, mình di chuyển đi đâu cũng được. Đấy, rồi cho nó vào đây nè, vào góc ảnh này đi. Để to này thì nó hơi khó nhấp một chút, nếu mọi người phóng to lên thì cái nét chữ nó sẽ dễ. Ví dụ mình để ở đây đi. Đây đi ạ. Thì như thế này ấy, thì kích thước của nó, của cái Winter Mask này nó sẽ hơi to, cái chữ ký nó hơi to. Thì bây giờ mọi người có thể thay đổi kích thước của nó bằng Ctrl T, thu nhỏ nó lại, đặt vào đây. Như này thì nó vừa luôn đúng không ạ? Đơn giản như vậy thôi. Còn bây giờ vị trí đặt ở đâu đấy là tùy mọi người thôi. Hoặc là mọi người cũng có thể lưu cái chữ ký này lại, sau mình chỉ được nhấc vào ảnh là xong. Đấy, lưu bằng cách là coi như đây là một cái ảnh sau khi mình đã chỉnh sửa Photoshop xong rồi đi. Đó, thì mình, bây giờ mình xuất ảnh thôi. Xuất ảnh thì em hay dùng tổ hợp phím cho nhanh, chứ không vào file với export thì nó hơi lâu. Xuất ảnh nhanh bằng Ctrl Alt Shift V kép. Thì lúc này xin lưu ý một chút là khi mà xuất ảnh để nó tách nền ấy thì mọi người phải chọn là PNG. Xuất ở chế độ JPEG là sẽ không tách nền được. PNG. Đấy, thì cái này nó sẽ giống như cái hình ngoài mình vừa tách vậy. Export. Đấy, lưu lại. Lưu lại thì mình ghi là chữ ký. Như vậy thôi. Đấy, lần sau thì mình nếu mà muốn dùng tiếp thì mình chỉ đây giống như ví dụ ở đây mình lưu lại rồi đúng không ạ? Nên lần sau mình dùng mình chỉnh xong một cái ảnh mình chỉ nhấc cái này vào trong cái Photoshop. Để đúng một cái chỗ vào trên cái ảnh của mình rồi. Đấy, thả ra thì nó sẽ thành hình như này và mình chỉnh sửa lại kích thước thôi. Đặt vào chỗ nào mình muốn. Enter. Đó ạ. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Chúc mọi người thành công. Rất mong là những cái kiến thức mà em có được ấy thì chia sẻ cho mọi người, là ai chưa biết thì cùng học hỏi. Còn em cũng rất muốn là được chia sẻ, được học hỏi kinh nghiệm của anh em đi trước. Vâng, cảm ơn.